Mời các bạn xem tiếp bộ truyện Đêm Tình Yêu và Sát Ý Chớp 22. Không cho phép cậu đụng vào tuyến thể của tôi. Chẳng có công dụng gì đặc biệt đâu. Chỉ là tôi không muốn biến thành cái thể chất omega rồi bị đánh dấu đó. Sao nghĩ thế nào cũng thấy có chỗ không hợp lý. đủ mọi hành động của anh ấy chỉ để bảo vệ tuyến thể. Và pheromon chỉ tỏa ra mùi hương mà không có công dụng gì thôi ư. Năm đó, clip quen từng từng nói. Bí mật liên quan đến tài lực và năng lực phục hồi của anh ấy. Với sức hấp dẫn trí mạng như vậy, những người muốn có được cậu cũng chỉ vì muốn khám phá bí mật trên người cậu thôi. chẳng lẽ nó có liên quan đến pheromone của anh ấy? Mình tốn mất 10 năm mới tìm được và chiếm lấy cơ thể anh ấy, nhưng lại chẳng biết chút gì về bí mật trên người anh ấy cả. Thật khiến người ta bực bội đến phát điên mà. Bằng, hôm nay là ngày chó gì không biết lại có thêm hai đứa muốn chạy chúng mày đến Valina làm việc hợp đồng cũng ký rồi nghe lời tuân thủ quy tắc kiếm tí tiền thế là xong ở đây có đối xử tệ với chúng mày à sao chúng mày còn muốn chạy tôi đã trả lại hết rồi với cả ông cũng nói hôm nay có thể trả hộ chiếu và điện thoại rồi thả tôi đi mà. Giơ tay, mày thích bị ăn đòn đúng không? Tao nói rồi, chúng mày sẽ không bao giờ rời khỏi đây được đâu. Túng. Đạp, á á. Mẹ kiếp, đứa nào? Quen đờ trả đồ lại cho họ để họ rời đi, nếu không ông chờ chết đi. DMM, một thằng phục vụ mà đòi lên mặt dạy đời với tao à? DT mẹ Tao phải cho mày biết ai mới là chủ nhân ở đây. Lão đại, ha? Chú đen à, chú nói xem ai mới là chủ nhân ở đây. Đương nhiên là cậu rồi. Chủ nhân của Vamina đương nhiên là lão đại ta xâm cậu rồi. Dọa tôi hết hồn nha tôi tưởng chú muốn nói chú mới là chủ nhân cơ đấy vậy thì chẳng có gì to tát cả ông già như chú cứ làm theo lời anh Wender đi vâng anh Wender, đợi em với cút đừng đụng vào tôi bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu vẫn còn tức giận chuyện tối qua hả xin lỗi là do em đi quá xa rồi nhưng tại gọng của anh với cả cái đó của anh cứ cuốn quýt lấy em mãi không buông nên căn bản là em không dừng lại được thế này đi để anh hết giận em cho anh đánh em một đấm nhé con mẹ nó. Rõ ràng là người của mình, không những thành đồ của lão đại, lại còn dám đạp vào đầu mình. Đợi cướp lại được xem tao có đè mày ra đụ đến ngất đi không? Đảo chủ đã thả tin tức ra ngoài, hẳn là có mấy chi nhánh đang nhanh chóng đến đây rồi. nhanh vậy à thế thì tốt quá xem ra tối hôm nay là có thể vật về với chủ rồi chúng mày đi chuẩn bị đi cứ theo kế hoạch mà làm có lẽ đảo chủ đã thả tin tức ra rồi chắc hẳn đã có mấy chi nhánh đang trên đường đến đây vậy thì chúng cũng phải nhanh chóng tìm ra vàng của bọn mamba đen thôi Nhưng lão đại đã phái người dùng máy dò vàng tìm kiếm nơi này rồi, không có lấy một miếng vàng nào cả. Anh chắc chắn là ở dưới tòa nhà này chứ? Bây giờ lại càng thêm không xác định được rồi. Cái đó, Wender. Anh là omega bị đảo trù bóc lột đúng không? Hắn trả đồ lại cho mấy anh chưa? tôi có thể rời khỏi nơi này rồi tôi muốn cảm ơn anh đã cứu chúng tôi chỉ là chỉ là có phải các anh đang tìm vàng đúng không có thể là những gì tôi biết sẽ giúp ích cho các anh nhưng tôi không biết có nên nói hay không vàng anh biết những gì cứ nói ra xem nào Omega, Beta, Alpha. Xin lỗi vì tôi bị đào trùng ngược đãi trong thời gian dài, nên bây giờ bị ám ảnh với Alpha. Có thể để tôi nói một mình với Quen đời được không? Được, vậy thì cao nhân hữu, anh đợi ở đây, tôi đi rồi sẽ về. Được. Nói đi, liên quan đến vàng, anh biết được những gì? Thì là, nơi các anh đang nhìn thấy bây giờ sẽ không đào được vàng đâu, chỉ đào được đống nam châm thôi. Nam châm Ừ, cách đây không lâu, tôi có thấy họ vận chuyển một lượng lớn nam châm đến sảnh tòa nhà. Tôi không hiểu mấy cái này lắm, nhưng chuyện này cũng có nghĩa là bữa đó không thể có vàng đúng không? Nam châm, thì ra là vậy. Có lẽ mình hiểu đang xảy ra chuyện gì rồi. còn nữa cái đó nếu không làm như vậy thì tôi sẽ bị giết mất cho nên thực sự vô cùng xin lỗi anh